Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với WKK Channel nha. Thì hôm nay thì cũng rất là vui gặp lại các bạn. Tuy nhiên mà có một cái điều mang mắt mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đó là cái kênh WKK của mình, cái bước đầu về việc kiếm tiền đã bị thất bại nha các bạn. Thì mặc dù là cái kênh tới thời điểm hiện tại thì cái kênh WKK của mình nó cũng đã được hơn hơn 4.000 giờ xem rồi, 5.000 mấy, 6.000 giờ rồi, và cũng hơn 1.300 lượt subscribe rồi. Tuy nhiên mà cái lần đầu tiên về việc kiếm tiền thì đã bị thất bại nha các bạn. Thì một trong cái lý do mà YouTube không phê duyệt cái kiếm tiền cho kênh WK của mình, đó là họ cho rằng là mình sử dụng lại nội dung. Thì mặc dù tất cả các video trên cái kênh WK này đó là do mình tự quay và tự edit chỉnh sửa, tuy nhiên mà không biết lý do vì sao YouTube vẫn bảo là khả năng là mình sử dụng lại nội dung, cho nên là cái việc phê duyệt kiếm tiền thất bại nha các bạn. Thì cái việc phê duyệt kiếm tiền thất bại trong lần này thì cũng không phải là cái vấn đề gì quá nghiêm trọng các bạn. Thì khả năng là khi mà mình chỉnh sửa edit lại một cái số yêu cầu theo như cái YouTube hướng dẫn thì mình sẽ gửi đơn để phê duyệt lại kiếm tiền. Thì hy vọng thì lần tới mình có thể phê duyệt lại một cách thành công. Thì đơn giản mình nghĩ đây cũng như là cái sự thử thách của YouTube thôi bạn. Thì làm YouTube nó đòi hỏi cái tính kiên nhẫn người lắm đó. Tại vì các bạn nghĩ coi, cái nó đòi hỏi 4.000 giờ xem trên một năm đó, là cũng tương đối là khá lớn. Đối với những cái kênh mà mới bắt đầu mà làm thông thường, cái việc kiếm 4.000 giờ cũng khá là khó khăn nha các bạn. Tại vì tương đương với một cái lượt view của mình á, thì trung bình nó tính có thể là tính 3 phút cho một lượt view. Thì các bạn mà thử chia ra thử xem 4.000 giờ thì nó tương đương tới 70-80.000 lượt view. Và các video các bạn tải lên, các bạn để ý khi mà chúng ta chưa có lượt đăng ký, chưa có người xem á, thì cái video theo cái 50 view biết bao giờ nó mới được 7-80.000 lượt view, khá là lâu, nên là không có thu thuộc và cũng khá là lâu, đòi hỏi khá là phải kiên nhẫn đấy. Thì hy vọng cũng lần tới thì YouTube sẽ phê duyệt cái kênh của mình một cách suôn sẻ hơn, và cũng hy vọng các bạn ủng hộ cái kênh của mình nhiều hơn để nó tăng cái độ tin cậy đó, YouTube nó có thể phê duyệt một cách dễ dàng hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha.